Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Nissan Việt Nam vừa báo cáo lên Cục Đăng Kiểm về kế hoạch triệu hồi 602 xe Nissan Navara sản xuất trong giai đoạn 2010-2013 do khả năng bị lỗi túi khí, mà cụ thể là bộ thổi túi khí có thể bị hỏng do thời tiết ẩm trong quá trình sử dụng, dẫn tới túi khí có thể không hoạt động bình thường. Nissan Việt Nam cũng khuyến cáo khách hàng nên đưa xe tới các đại lý ủy quyền của Nissan Việt Nam để thay mới túi khí này. Thời gian tháo lắp và thay thế túi khí dự kiến 0,6 giờ cho một xe kéo dài trong một năm, bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 năm 2016 đến 5 tháng 6 năm 2017. Cùng với 602 xe Nissan tại Việt Nam, hơn 3,5 triệu xe Nissan cũng đã được triệu hồi tại Mỹ và một số quốc gia trên thế giới để khắc phục lỗi túi khí. Nguyên nhân vì đã có 3 người bị thương do túi khí của dòng xe này không bung ra khi gặp tai nạn. Theo đại diện công ty cổ phần BOT Hà Nội Bắc Giang, đơn vị này đang thử nghiệm thu phí trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Theo đó, mức phí đối với phương tiện lưu thông qua trạm thu phí thấp nhất là 35.000 đồng một lượt đối với xe dưới 12 chỗ ngồi. Xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, mức phí cao nhất là 200.000 đồng trên một lượt, áp dụng với xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và các xe chở hàng hóa bằng container 40 feet. Như vậy, sau gần 4 tháng thông xe, đưa vào khai thác, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Bắc Giang, cao tốc Hà Nội-Bắc Giang theo hình thức BOT đã chính thức được thu phí. Cao tốc Hà Nội-Bắc Giang có chiều dài 45,8 km, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, vận tốc thiết kế là 100 km/h, với tổng mức đầu tư là 4.154 tỷ đồng. Từ ngày 28 tháng 4 năm 2016 đến ngày 4 tháng 5 năm 2016, Vietnam Airlines tăng thêm 136 chuyến bay một chiều trên 9 đường bay nội địa, tập trung chủ yếu trên các đường bay giữa Hà Nội Đà Nẵng, Nha Trang Phú Quốc, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh Phú Quốc. Từ chiều nay 30 tháng 4, hành khách có thể mua được vé rẻ hơn để đi đến những điểm nóng du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt. Vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 29 tháng 4, trên đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người trọng thương. Theo những nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe tải mang biển kiểm soát 61C20354 do tài xế tên Phạm Hoàng Dũng, sinh năm 1980, điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về bãi đậu xe thuộc địa chỉ trên. Khi tài xế đang cho xe rẽ vào bãi đậu xe, thì bất ngờ phía sau xe máy mang biển kiểm soát 61D145388 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính lưu thông cùng chiều chạy với tốc độ nhanh. Do không kịp xử lý nên nam thanh niên đã điều khiển xe lao sang trái để tránh xe ô tô và tông vào giải phân cách bên đường. Vào khoảng 2 giờ sáng hôm nay ngày 30 tháng 4, trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn qua địa phận xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một chiếc xe khách và 3 chiếc xe tải đã làm 11 người gặp tai nạn. Vào thời điểm trên, trong lúc chiếc xe khách mang biển số 18B01264 chở 25 hành khách chạy tuyến Tây Ninh Nam Định cùng 3 chiếc xe tải chạy theo hướng Nam Bắc trên đoạn đường tránh thành phố Vinh. Khi thấy 3 chiếc xe tải bị lật phía trước, chiếc xe khách đã mất lái và lao sang đường ngược chiều rồi lật nghiêng xuống ruộng lúa. Tại hiện trường, xe khách nằm nghiêng bên vệ đường, kính chắn gió bị vỡ nát, đồ đạc hành lý và nhiều vật dụng trong xe bị hư hỏng. Cách đó khoảng chục mét, xe tải cũng bị rơi xuống ruộng. Vụ tai nạn khiến một cháu bé 3 tuổi tử vong, 10 hành khách phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An. Được biết, sau khi đưa vào sử dụng tuyến đường này, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay, Bộ Tài chính cho rằng Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC chưa nên tăng mức phí trên tuyến đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình từ 1.500 đồng lên 2.000 đồng 1 km. Bộ này cho rằng quyết định ngày 4 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải đã xác định mức thu phí cho tuyến cao tốc này là 1.500 đồng trên 1 km. Doanh nghiệp được điều chỉnh tăng 10% mỗi lần cho 5 năm. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến 28 năm. Trong khi đó, dự án mới chỉ được đưa vào khai thác toàn tuyến ngày 30 tháng 6 năm 2012. Căn cứ vào quy định, cùng tình hình phát triển kinh tế xã hội hiện nay,
Bộ Tài chính cho rằng VEC chưa nên tăng mức thu phí trong thời điểm hiện nay. Trước đó, trong đề xuất gửi Bộ Tài chính, VEC cho biết từ đầu năm nay, công ty này đã phải chi gần 590 tỷ đồng để hoàn thành thảm lớp bê tông nhựa, bù vanh và tạo nhám trên toàn tuyến nhằm nâng cao hiệu quả khai thác và hiện đại hóa tuyến đường. Sáng nay ngày 30 tháng 4, tại nhà quốc tế T2 Nội Bài, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã chính thức khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao số 86, lộ trình ga Hà Nội, Bờ Hồ, sân bay Nội Bài và ngược lại, giá vé cho mỗi lượt đi là 30.000 đồng một người. Tuyến buýt chất lượng cao số 86 có cự ly 33,1 km, có tới 80 lượt xe phục vụ hành khách mỗi ngày với tần suất từ 25 đến 30 phút một lượt. Tuyến sử dụng xe với sức chứa 80 hành khách được thiết kế mặt sàn thông thoáng, các ghế cách nhau một khoảng cách đủ rộng để đáp ứng nhu cầu mang theo hành lý cá nhân của khách đi sân bay. Đáng chú ý, xe buýt chất lượng cao cho phép hành khách mang hành lý như đi máy bay. Ngoài ra trên xe còn có ghế dành riêng cho phụ nữ mang thai, người già, trẻ em và người khuyết tật. Trên tuyến có hệ thống nhà chờ được thiết kế mới. Việc khai trương tuyến xe buýt chất lượng cao này thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, góp phần nâng cao hiệu quả của hệ thống giao thông vận tải, bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí cho người dân và xã hội. Cái mục tiêu ban đầu của chúng ta là gì? Chúng ta phục vụ thêm một cái đối tượng hành khách là đi sân bay và bay bằng từ sân bay Nội Bài đi các nơi trong toàn quốc. Thế thì hành khách này thì rõ ràng là chúng ta có hành khách có thể mang hành lý nhẹ hoặc không mang hành lý, hoặc là có thể mang hành lý cồng kềnh vân vân. Thì những hành khách này có thể chọn cái này. Nếu mà chọn cái loại hình buýt thường thì nó được một cái giá rẻ hơn. Nhưng mà cái thường thường thì cái lộ trình của buýt thường thì người ta đi tương đối nhiều thời gian hơn cái buýt này. Thời gian mở bến ở đầu ga Hà Nội lúc 5 giờ 5 phút sáng, đóng bến lúc 21 giờ 40 phút. Thời gian mở bến đầu sân bay Nội Bài là 6 giờ 18 phút sáng, đóng bến lúc 22 giờ 58 phút. Vào ngày hôm nay, có khoảng 6.000 tài xế taxi đang hành nghề ở Tây Ban Nha đã phong tỏa tất cả các tuyến đường ở ba thành phố của nước này trong một cuộc biểu tình phản đối cách cạnh tranh không công bằng của ứng dụng dịch vụ taxi Uber. Cuộc biểu tình đồng loạt diễn ra ở ba thành phố lớn của Tây Ban Nha là Lisbon, Faro và Porto. Chỉ tính riêng thành phố Lisbon đã có tới 4.000 tài xế taxi tham gia cuộc biểu tình. Các tài xế taxi thuộc hai nghiệp đoàn taxi ở Tây Ban Nha cáo buộc ứng dụng dịch vụ taxi Uber đang cạnh tranh không lành mạnh theo lối lách luật, lách quy định, lách điều lệ, gây cản trở cho quá trình điều tiết taxi chuyên nghiệp. Nếu họ thực sự đang kinh doanh taxi, chúng tôi chẳng có gì để phản đối cả. Chúng tôi chỉ phản đối cách làm bất hợp pháp mà Uber đang áp dụng ở Tây Ban Nha. Nếu họ làm ăn chân chính, chúng tôi rất cởi mở. Các tài xế taxi cáo buộc Uber bắt đầu hoạt động trái phép ở Tây Ban Nha từ năm 2014 và không tuân thủ quy định về đóng thuế, bảo hiểm cũng như chứng chỉ hành nghề taxi. Trái ngược với sự phẫn nộ của các nghiệp đoàn taxi, một cuộc khảo sát tiến hành trong 2 ngày từ ngày 25 tới 27 tháng 4 vừa qua cho thấy 72,3% người dân ở thành phố Lisbon và Porto của Tây Ban Nha cho biết họ hài lòng với ứng dụng này. Chỉ có 9% người được hỏi là tỏ ra không thích Uber. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình.
quý vị, nghỉ lễ kéo dài đồng nghĩa với việc là sẽ kẹt xe kéo dài ở các thành phố lớn khi mà người lao động đồng loạt trở về nhà hay đi du lịch. Và sáng nay ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tình trạng kẹt xe ở khắp các ngõ cửa. Từ sáng nay, việc di chuyển trong trung tâm thành phố đã rất khó khăn. Hàng ngàn xe máy hướng về quận Thủ Đức, quận 9 và về Đồng Nai khiến xa lộ Hà Nội đông nghẹt. Các con đường đổ về bến xe miền Đông cũng chật cứng người và xe khách mất rất nhiều thời gian để di chuyển khỏi thành phố. Tình trạng tương tự xảy ra và kéo dài đến chiều ngày 30 tháng 4 ở khu vực cầu Bến Lức hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Long An. Tại đây, người dân di chuyển chủ yếu bằng xe máy, tràn ra nhiều làn xe vì quá đông. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, có ít nhất 5 xe ô tô đã đi vào làn đường ngược chiều để tránh kẹt xe. Tuy nhiên, đây là điều rất nguy hiểm và cả 5 xe đã bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại và xử lý ngay trên cầu Bến Lức nối từ thành phố Hồ Chí Minh sang tỉnh Long An. Cũng trong sáng nay, rất đông lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt các điểm nóng để điều tiết, đặc biệt là ở các tuyến đường về miền Tây hoặc hướng lên Đà Lạt, Lâm Đồng. Lượng phương tiện tăng cao và va chạm giao thông khiến cho cửa ngõ phía Nam Hà Nội ùn tắc kéo dài sáng 30 tháng 4. Đường vành đai 3 trên cao ùn tắc nhiều giờ theo chiều Mỹ Đình - Pháp Vân. Đường trên cao vành đai 3 ùn ứ kéo dài, lực lượng chức năng phải phân luồng, khuyến cáo phương tiện đổi lộ trình để giảm tải cho tuyến đường này. Tuy nhiên, tình trạng ách tắc không được cải thiện do lượng phương tiện rời thủ đô tăng cao trong dịp nghỉ lễ. Không chỉ đường vành đai 3 trên cao, đường vành đai 3 dưới thấp cũng bị ùn tắc kéo dài do lượng xe máy rời khỏi thủ đô. Dù đã được tuyên truyền rồi ký cam kết, nhưng tình trạng xe rời bến chở quá số người quy định vẫn tái diễn. Và chỉ trong 2 ngày qua, tại các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có cả 100 xe bắt buộc phải hạ tải trước khi rời bến. Câu chuyện này không có gì mới, hết năm này qua năm khác, hết đợt nghỉ lễ này đến đợt nghỉ lễ khác vẫn cứ thế. Và cơ quan chức năng thì luôn cho rằng khó khăn trong việc xử lý, còn hành khách thì phải đành chịu bị nhồi nhét vì không có giải pháp nào tốt hơn cho mình. Những hình ảnh này không phải lạ tại các bến xe. Thậm chí, phương tiện không có chỗ ngồi, hành khách vẫn bất chấp lên xe. Bà chở đủ người mà khách cứ vậy nên bây giờ toàn bà con quê nhà mình cả bây giờ cũng muốn về quê kiểu là nghỉ ngày lễ đấy anh thì nếu mà sửa đổ ghế thì thôi các anh tạm vững phương tiện và là kiếm được phương tiện để cho bà con về anh nom được kinh khách nhà mình với anh nom được có đến hàng tầm em nghĩ tầm 100 con nữa thì may là về đủ chở hết người khách về. Các lái xe cho biết do năm nay hoạt động kiểm soát phương tiện trước khi xuất bến được siết chặt nên hành khách ứ đọng tại bến gia tăng đột biến, thậm chí có những thời điểm một số tuyến đã xảy ra tình trạng hết phương tiện. Cá biệt tuyến Hà Nội đi Thanh Hóa và Hà Nội đi Quảng Ninh, lượng khách tăng 300-400% so với ngày thường. Tại vì lượng khách nó đông quá nhỉ. Thì các em cũng nói chung là cũng nhu cầu khách, khách cũng muốn về quê mấy ngày nghỉ lẻ nên là các em muốn chở cũng mấy người mà. Anh cũng không dám chở nhiều tại vì khách của anh, khách quê rất nhiều đang đứng ở dưới này, anh có dám chở thừa đâu. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết tại các bến xe, trung bình 2 ngày qua có khoảng 200 phương tiện rời bến bắt buộc phải hạ tải, chủ yếu là chở vượt quá từ 20-30% lượng khách so với quy định. Trực chốt ngay tại cửa bến và kiểm tra số người và nếu như tất cả những cái phương tiện mà chở quá số người quy định thì đều yêu cầu hạ tải. Nếu những trường hợp nào mà cố tình vi phạm thì lực lượng giao thông sẽ kiên quyết xử lý. Công ty quản lý bến xe khách Hà Nội cho biết, tính từ chiều ngày 28 đến hết ngày 30 tháng 4, các bến xe trên địa bàn đã huy động 7.570 lượt phương tiện, vận chuyển khoảng 176.000 lượt hành khách. Lượng khách tại các bến xe tăng dao động từ 20-180%. Công ty này cũng xác nhận có những thời điểm các khu vực cửa ngõ bị tắc khiến phương tiện tăng cường không lưu thông được vào bến xe, dẫn tới ùn ứ hành khách. Bản tin giao thông an toàn ngày 30 tháng 4 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.